Chào buổi sáng Sydney. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 1. Năm mới rồi, 2022. Mình cho con chó đi ra ngoài. Thì mình thấy cái này bất ngờ quá trời luôn. Sư phụ ở nhà mình lúc nào cũng âm thầm và âm thầm. Hôm qua thì trời nóng, thật là nóng, nóng dữ lắm. Cho nên không có làm đâu. Chờ tới khoảng chừng 5-6 giờ chiều á, nó bắt đầu nó hết nắng á, bớt á, mát. Thì thấy anh lấy đồ ra anh đục máy á, máy đục. Tại vì sao? Vì mỗi lần ở nhà làm á, anh làm rất là kỹ. Phải đào đất ra sâu, rồi mới để cái cột xuống, rồi đổ xi măng, cho nên nó chắc dữ lắm. Nhưng mà vì cái cây bông giấy của mình á, càng ngày nó càng lớn và có những cái nhánh á, nó đẩy. Coi nè, coi ngắm cây bông giấy nè, nhà mình nó đẩy đưa làm sao không biết nữa. Viết rồi cái dàn này á, nó bị nghiêng. Thì bắt đầu nghiêng một lần, nghiêng tới muốn sập luôn. Thì lúc đó thì anh nói là không muốn trồng nữa, muốn dỡ bỏ. Thì mình lấy tiếc quá, cái cây của mình dài cao rồi. Thì mình mới nói thôi, bây giờ đẩy lại. Cái mình đẩy lại. Nhưng mà lần đó hình như là cũng không được. Bắt buộc là phải thay hai cái cây này nè. Thấy hai cây này không? Nó vuông mà nó cứng không? Đây là hai cái cây phía sau này thì không sao nha. Hai cây phía sau này vẫn chịu được. Còn hai phía cây trước là nó nghiêng. Xong rồi thay lại là một lần. Rồi một lần, vậy là lần thứ nhất là mình làm, rồi nó nghiêng thì mình thay. Thay xong thì lần này lại nghiêng một lần nữa. Thì lần này anh phải đục, lấy máy á, đục. Đục ra hết luôn, lấy toàn bộ xi măng ra. Xi măng mà có đá trống gì nè, nó trộn sẵn á, ngoài tiệm mua á. Đục ra hết, sâu lắm. Xong đổ xi măng lại, ông nói tổng cộng hai cái này là 3 bao xi măng đó. Nè, 3 bao xi măng này nè. Australian Builder Concrete. Aragate sand cement mix. Nó trộn sẵn cái đó rồi, mình chỉ xịt nước vô. Như vậy thì mình mới dọn dẹp đồ được. Mình coi thử cái nó mềm chưa, nó cứng chưa. Cứng rồi, cứng ngắt luôn rồi. Đó, thì mình thấy vậy rồi bây giờ xong thì bắt đầu mình dọn dẹp. Công chuyện của anh phụ mình, anh phụ mình làm vậy là được, vậy là mừng rồi. Xong bắt đầu mình sẽ dọn dẹp. Cái này mình phải level, lấy cái cây level á, để mình canh cho nó ngay á. Thôi rồi, xong rồi, công việc cũng mừng ha. Năm mới có một có chuyện vui ha. Ngày ba tây của mình có chuyện vui nhỏ này, mình phải dọn dẹp.